Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học lớp 4 bài số 6 vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 6 vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ. Ở đây trước hết là khi kể tên một số vitamin và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết. Như vậy ở đây người ta cho mình một số hình để mình gợi ý cho mình nhé. Như vậy sữa, trứng và cà rốt. Thì sữa và thức ăn có sữa bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu bao gồm protein, canxi, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, B2, niacin, phosphor, kali và magie nhé. Như vậy mình thấy là sữa có cung cấp cho mình rất nhiều vitamin đúng không nè. Sữa và thức ăn có sữa bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể của mình, bao gồm protein này, canxi, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, vitamin B2, niacin, phosphor, kali và magie nha. Còn trứng thì sao? Trứng gà cũng là nguồn vitamin và chất khoáng tốt nha. Các chất khoáng như là kẽm, sắt, đồng, mangan, iốt. Các vitamin như là B1, B6, A, D, K thường tập trung đa phần ở lòng đỏ trứng nha. Còn cà rốt thì sao nè? Cà rốt là một loại rau củ tốt cho sức khỏe nha. Có độ giòn, vị ngon và chứa rất nhiều beta carotene, chất xơ nha. Vitamin K1, kali cũng như chất chống oxy hóa. Như vậy mình thấy là sữa, trứng, cà rốt điều là những thực phẩm mà cung cấp cho tất ta rất nhiều vitamin và khoáng chất đúng không nè. Giờ tiếp theo, thịt lợn thì sao? Thịt lợn chính là nguồn cung cấp chính vitamin và khoáng chất cho người lớn nha. Kết quả nghiên cứu cho thấy là thịt lợn đóng góp 16% tổng số chất béo, từ 23 đến 31% tổng lượng protein, satin, salin và vitamin nhé. Mười một đến 19% phosphor, kali, một số vitamin khác đúng không, và 21% tổng lượng kẽm ăn vặt. Còn bắp cải thì sao? Bắp cải thì sẽ cung cấp protein nè, chất xơ nè, vitamin C nè, vitamin K nè, vitamin B6 và kali nhé. Tiếp theo là gạo nè. Gạo thì sẽ cung cấp những gì nè? Gạo trắng thường được bổ sung vào một số chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Tại Hoa Kỳ thì vitamin B1 và vitamin B3 và sắt là các vi chất bắt buộc phải bổ sung vào trong gạo trắng. Từ thế kỷ thứ 19 thì gạo lứt đã được nhiều người sử dụng thay thế gạo trắng do có lợi ích về sức khỏe nha. Như vậy là mình thấy là thịt lợn, bắp cải, bắp và gạo đều cung cấp cho mình rất nhiều vitamin đúng không? Tiếp theo là chuối, cà chua, kem, rau cải, thanh long và dầu thực vật, khế, cá, cua, các loại rau cải, bắp cải, rau muống này kia. Ở đây mình sẽ trả lời câu hỏi ở đầu bài nhé. Gợi ý quan sát các bức tranh và em hãy suy nghĩ và kể ra những thức ăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Giờ hãy trả lời câu hỏi đó nhé. Như là một số vitamin và khoáng chất có trong thức ăn thì gồm có, mình liệt kê một số thôi nhé. Vitamin A nè, B, vitamin C, vitamin D. Các chất khoáng thì bao gồm có canxi, sắt, phosphor nha. Giờ ở đây có một câu hỏi. Nêu vai trò của vitamin, vai trò của chất khoáng và vai trò của chất xơ nha. Trước hết thầy sẽ nêu vai trò của vitamin trước nha. Gợi ý, em hãy suy nghĩ và liên hệ thực tế ngoài đời em đã ăn những thức ăn có chứa vitamin gì nhé. Theo em thì chất đó giúp cơ thể chúng ta điều gì? Giờ hãy trả lời luôn nhé. Vitamin là những chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay là cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta nhé. Tuy nhiên là chúng ta rất cần cho hoạt động sống của cơ thể. Nếu thiếu vitamin thì cơ thể sẽ bị bệnh nhé. Chẳng hạn như thiếu vitamin A thì mình sẽ bị khô mắt, quáng gà nhé. Nếu mà mình bị thiếu vitamin A thì mình sẽ bị khô mắt, quáng gà. Còn thiếu vitamin D thì mình sẽ bị
Trẻ em thì sẽ bị mắc bệnh cội xương, còn người lớn thì sẽ bị loãng xương. Thiếu vitamin C thì sẽ bị chảy máu ở chân răng nha. Còn thiếu vitamin B1 thì sẽ bị phù. Như vậy là thầy trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Nếu quay trò của vitamin, như vậy vitamin là những chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng. Tuy nhiên là chúng ta rất cần cho hoạt động sống cơ thể nha. Nếu mà thiếu vitamin thì cơ thể sẽ bị bệnh nha. Chẳng hạn thiếu vitamin A thì sẽ bị khô mắt quắn gà. Thiếu tiêm vitamin D thì sẽ bị mắc bệnh cội xương cho em và loãng xương ở người lớn. Còn thiếu vitamin C thì sẽ bị chảy máu chân răng. Còn thiếu vitamin B1 thì sẽ bị phù nha. Giờ tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Nêu vai trò của chất khoáng nha. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này luôn. Như vậy là một số khoáng chất như là sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Ngoài ra cơ thể còn cần một lượng nhỏ một số chất khoáng khác để tạo các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng và cơ thể sẽ bị bệnh nha. Ví dụ như thiếu sắt thì sẽ gây chảy máu. Thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cơ tim, khả năng tạo huyết và đông máu, gây bệnh cội xương cho trẻ em và loãng xương ở người lớn. Thiếu iốt sẽ sinh ra bú cổ. Giờ như vậy là thầy vừa trả lời xong câu hỏi nêu vai trò của các chất khoáng nha. Vì mình biết là một số khoáng chất như sắt, canxi thì sẽ tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Ngoài ra cơ thể còn cần một lượng nhỏ một số khoáng chất khác để tạo ra các men thúc đẩy hay còn gọi là enzyme nha và điều khiển hoạt động sống. Nếu thiếu các chất khoáng thì cơ thể sẽ bị bệnh. Ví dụ như thiếu sắt thì sẽ bị chảy máu nha. Vì trong máu sẽ có chất sắt nha. Thiếu canxi sẽ ảnh hưởng các hoạt động cơ tim, khả năng tạo huyết và đông máu nha, gây bệnh cội xương ở trẻ em. Canxi chính là xương. Trong xương của mình có tốt hay không là chủ yếu là canxi nha. Và loãng xương ở người lớn, thiếu iốt sẽ sinh ra bú cổ nha. Thường mình sẽ ăn muối mà có khi là bổ sung thiếu iốt để không bị bú cổ nha. Giờ tiếp theo là nêu vai trò của chất xơ. Như vậy chất xơ sẽ có tác dụng gì? Thầy sẽ trả lời luôn nha. Chất xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa. Bằng việc tạo thành phân giúp cơ thể thải được chất cặn bã ra bên ngoài. Như vậy chất xơ thì giúp cho mình đi ngoài dễ dàng hơn nha. Đúng không nào? Nó không có giá trị dinh dưỡng gì hết. Nhưng mình ăn nhiều chất xơ thì giúp cho mình đi ngoài thường xuyên và dễ dàng hơn, không bị táo bón, đúng không? Và như đây là nội dung chính của bài này nha. Giờ như vậy nội dung chính của bài mình sẽ là vitamin là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng, tuy nhiên chúng lại rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể nha. Nếu thiếu vitamin cơ thể sẽ bị bệnh. Một số chất khoáng như là sắt, canxi tham gia vào việc xây dựng cơ thể. Ngoài ra cơ thể còn cần một lượng nhỏ một số chất khoáng khác để tạo ra các men thúc đẩy, còn gọi là enzyme, và điều khiển hoạt động cuộc sống. Nếu thiếu các chất khoáng cơ thể sẽ bị bệnh nha. Các xơ không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa. Giờ như vậy là thầy giảng xong bài hôm nay. Giờ nếu các em thấy thầy giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.